Ơi, cái gì con? Sao nói đi. Gì? Tiền lì xì á? Nay đòi tiền lì xì lại hả? Nay bày đặt đòi tiền lì xì nữa hả? Để đây ba giữ giùm cho. Mất mát gì đâu. Nè, trả đó. Thì con với cái nói chuyện vậy hả? Có cho kỹ vô nha. Nữa, còn gì? Còn gì nữa đâu? Làm gì con số còn lại? Có một tờ đó. Chứ còn gì nữa? Thiệt, trời ơi trời, nghĩ sao vậy? Đó, hung dữ hả? Thiệt. Trời!